Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video của tạp chí Đông y, kênh chia sẻ những kiến thức về sức khỏe và những bài thuốc về dân gian, nguyên liệu được lấy từ tự nhiên. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Như các bạn đang quan sát thì có lẽ chúng ta đều biết đây là cây gì đúng không ạ? Ngoài công dụng làm gia vị, củ xả, lá xả và tinh dầu xả đều được dùng làm thuốc từ lâu đời. Theo Nam Dược Thần Hiệu của Tuệ Tĩnh, xả có vị đắng, tính ấm, mùi thơm, tác dụng bạt mùi hôi thối, trừ tà khí, giải cảm hàn thấp, nóng sốt, trị đau bụng lạnh, nôn mửa. Và ngoài những tác dụng trên của xả thì ngày hôm nay tạp chí Đông y sẽ chia sẻ bí quyết chữa ngộ độc thức ăn bằng xả ngay tại nhà. Ngộ độc thực phẩm, còn gọi là ngộ độc thức ăn hay trúng độc, là tình trạng gây ra do ăn uống, phải thức ăn, nước uống bị nhiễm khuẩn, nhiễm độc hay những loại thực phẩm bị biến chất, ôi thiêu, có chất bảo quản, chất phụ gia, vân vân. Bệnh có thể gây nguy hại đến sức khỏe của con người. Như vậy thì chúng ta cần phải làm gì và pha chế ra làm sao cho đúng cách? Thì giờ mời các bạn chuẩn bị một số nguyên liệu như sau. Đầu tiên là muối trắng hạt nhỏ, một chút mật ong nguyên chất, và không thể thiếu đó là 4 củ xả. Với xả thì chúng ta sẽ loại bỏ một lớp vỏ bên ngoài, sau đó các bạn thái khúc nhỏ như này. Sau khi chúng ta đã thái khúc xong, giờ chuẩn bị một cái cối giã và chúng ta cho xả vào. Nhưng các bạn nhớ, chúng ta chỉ cần giã dập xả ra thôi nhé, không cần phải giã nát. Dùng một cái bếp và một chiếc nồi, các bạn chuẩn bị thêm 400ml nước lọc như thế này cho mình và chúng ta đổ vào. Giờ cho hết xả vào. Với muối trắng hạt nhỏ thì các bạn cho một muỗng cà phê. Chúng ta đậy vung lại và bật nhiệt lên. Chúng ta sẽ đun sôi trong khoảng thời gian là 15 phút. Như vậy là mình đã đun sôi được 15 phút. Giờ mình tắt bếp và mở vung ra, đợi cho nồi xả đun nguội bớt đi. Và đây là nồi xả đun sau khi đã nguội bớt đi. Giờ dùng một cái bát và một chiếc lọc, sau đó chúng ta sẽ đổ nước xả đun ra để lọc lấy nước cốt. Đây chính là nước xả đun của chúng ta. Giờ dùng một chiếc cốc và chúng ta đổ nước xả đun vào. Đổ đến miệng cốc thôi các bạn nhé. Giờ cho thêm 2 muỗng cà phê mật ong nguyên chất. Các bạn khuấy đều cho mật ong tan hoàn toàn vào trong nước xả. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành và đây là hỗn hợp chữa ngộ độc thức ăn của chúng ta.
Trước khi vào cách sử dụng thì các bạn cần nhớ thật kỹ là cốc hỗn hợp của chúng ta phải luôn luôn trong trạng thái nóng hoặc ấm và không được để nguội. Vào cách sử dụng như sau. Ngay sau khi phát hiện bị ngộ độc thức ăn thì chúng ta sẽ dùng ngay hỗn hợp này uống nóng hoặc ấm. Chúng ta uống 2 đến 3 lần trong một ngày. Và cốc nước này ngoài tác dụng chữa ngộ độc thức ăn, nó còn giúp chữa bội thực, đau bụng, đi tả, nôn ọe, cảm sốt, ngộ độc rượu. Lưu ý với các bạn, hỗn hợp này chỉ áp dụng trong tình trạng ngộ độc nhẹ đối với người lớn. Riêng với trẻ em thì các bạn nên cho bé đến bệnh viện gần nhất vì kháng thể của trẻ rất yếu, để lâu sẽ rất nguy hiểm. Như vậy là mình đã chia sẻ xong bài thuốc chữa ngộ độc thức ăn ngay tại nhà. Mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong cuộc sống. Hãy like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.